Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ có màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone Light. Đây là lần đầu tiên tại khu vực Tây Bắc nói chung và Điện Biên nói riêng, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật Drone Light, trình diễn flycam kết hợp ánh sáng của 200 chiếc máy bay không người lái, cùng thắp sáng rực rỡ tại đêm khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024. Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024 sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 16 tháng 3 tại quảng trường mùng 7 tháng 5. Ban tổ chức cho biết, với sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng cùng nhiều điểm mới lạ ấn tượng, chương trình nghệ thuật khai mạc năm du lịch quốc gia Điện Biên và lễ hội Hoa Ban sẽ là điểm nhấn trong các hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Điện Biên năm 2024. Tháng 3, khi hoa đào, hoa mận đã tàn phai, núi rừng Tây Bắc lại ngập trong sắc trắng muốt của hoa ban. Hiện tại đang là thời điểm hoa bung nở rực rỡ nhất. Hoa ban cũng là biểu tượng kiêu hãnh của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và Tây Bắc nói chung. Hoa biểu trưng cho sự thuần khiết, trong sáng của người phụ nữ, cũng là biểu tượng cho cuộc sống hạnh phúc và tình yêu. Trên khắp núi đồi, bản làng hay những cung đường Tây Bắc, hoa ban đã bung nở trắng muốt. Hoa ban mang vẻ đẹp thuần khiết với sắc màu trắng tinh khôi pha lẫn nét phớt hồng. Trong tâm thức của người dân Tây Bắc, hoa ban không chỉ là một loài hoa đẹp. Đây còn là biểu tượng bất diệt cho tình yêu son sắt thủy chung của những chàng trai cô gái nơi dẻo cao gắn liền với câu chuyện về nàng ban và chàng khum. Vẻ đẹp của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến với mảnh đất Điện Biên thời điểm này không khỏi ngất ngây. Cũng bởi vậy, nhiều bạn trẻ với những bộ trang phục đặc trưng của người dân tộc Thái như áo cóm, khăn piêu đã không bỏ lỡ cơ hội để có thể lưu giữ những khoảnh khắc của thanh xuân với hoa ban trong khoảng thời gian hoa bung nở đẹp nhất. Tôi là một người con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Điện Biên. Và mặc dù rằng hình ảnh hoa ban quen thuộc nhưng mà đối với tôi thì hoa ban vẫn luôn có một vẻ đẹp rất là thiêng liêng. Nó gắn liền với Điện Biên và gắn với những kỷ niệm của tôi. Cũng đặc biệt là tôi thấy năm nay ấy, thì hoa ban lại nở đúng dịp lễ hội hoa ban. Đó cũng là cái thuận lợi để du khách ở khắp nơi đến chiêm ngưỡng hoa ban cũng như là tham dự lễ hội. Tháng 3 trong năm thì hoa ban nở trắng rừng rất là đẹp. Là một người con của Điện Biên thì em thấy hoa ban nở trắng rừng rất là đẹp. Có một vẻ đẹp tinh khôi của người con gái Thái Điện Biên. Và mỗi dịp mà tháng 3 đến thì em đều muốn chụp những bức ảnh để lưu lại kỷ niệm của mình đối với hoa ban. Hoa ban là loài hoa đặc trưng của tỉnh Điện Biên. Hoa bắt đầu bung nở từ khoảng trung tuần tháng 2 đến hết tháng 3 dương lịch hàng năm. Tại Điện Biên, hoa ban phân bổ nhiều nhất là tại các huyện Điện Biên Đông, Mường Trà, Tùa Chùa và thành phố Điện Biên Phủ. Sắc hoa ban tươi thắm như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Điện Biên vào xuân.